nay rảnh quá ở nhà bài ra công chuyện làm mấy bạn ơi. Đó, mấy trái dừa khô. Nhóc mình nó biểu làm cho nó mấy cái gáo múc nước vậy nè. Đó. Đúng rồi đó bạn. Không có chén ăn cơm thì lấy cái này ăn cơm luôn cho tha hồ nó đập luôn nha. Làm trần thân sáng giờ mới mới cưa ra được mấy cái này nè. Giờ mình phải chạo cái cơm dừa ra. Đó, bài nguyên một nhà luôn, đã luôn. Chút nữa thành phẩm cho mấy bạn coi nha. A few moments later. Quen mấy cái lỗ nhỏ vậy nha mấy bạn. Để mình gác cái cây ngang lên vậy nè. Để cái cây gì lên rồi mình lấy dây dây cước hoặc dây kẽm nha mấy bạn. Dây cước câu cá chắc lắm. Thôi dù viên quá đi, ăn đi. Đó, mình cột rồi. Là mình thành một cái gáo múc nước nha mấy bạn. Cột dĩa hả? Wow. Cây này là cái cây tre mình chặt ở trên núi Vinh ngoài Bà Rịa nha. Nó chắc khủng khiếp luôn á. Nó nhỏ mà nó đặc ruột nè. Đó, 5.000 năm sau. Thôi hoàn chỉnh nha mấy bạn. Tuyệt vời. Một cái gáo. Còn mấy cái nữa.